Xin chào các thầy cô. Bây giờ trong buổi sáng nay này, tôi sẽ giới thiệu với các thầy các cô về hai cái chủ đề liên quan đến cơ sở dữ liệu. Trước hết là tôi nói về hai cái chủ đề này, về những cái điều cần chú ý khi mà giảng dạy hai cái chủ đề này. Buổi chiều thì tôi sẽ có một cái bài mà giới thiệu chi tiết hơn về việc là cài đặt những cái phần mềm liên quan đến việc giảng dạy hai cái chủ đề này. Trước hết là về chủ đề 4 là hệ cơ sở dữ liệu, và sau đó là chủ đề 6 là chủ đề về thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu, cập nhật và truy xuất cơ sở dữ liệu. Thế thì trước hết là chúng ta xem là cái chủ đề 4 này có những cái đặc điểm gì chúng ta cần phải chú ý, những đặc điểm gì mà có thể làm nên những khó khăn khi giảng dạy cái chủ đề này. Thì những đặc điểm đấy bao gồm như sau. Thứ nhất, đặc điểm thứ nhất là chủ đề này là gồm 6 bài lý thuyết thuần túy, hoàn toàn lý thuyết, không có thực hành. Đấy là một những cái điểm mà có thể coi là khó khăn khi mà giảng dạy về tin học. Lý do thứ hai, cái điều thứ hai nữa là cơ sở dữ liệu, tại sao chỗ này lại bị ngắt dòng đây nhỉ, mình có cơ sở dữ liệu và những vấn đề liên quan đến nó là khái niệm hoàn toàn mới mà hầu hết học sinh chưa từng hình dung được. Chúng ta có thể thấy rằng là trong những cái bài về hệ điều hành chẳng hạn, thì học sinh sẽ có thể có được những hình dung nào đó về hệ điều hành rồi. Hay là trong những bài về đồ họa này, hay là về lập trình chẳng hạn, thậm chí là sinh viên, học sinh cũng có thể có được những hình dung nào đó rồi. Tuy nhiên về cơ sở dữ liệu thì tôi nghĩ rằng là hầu hết học sinh chưa có một hình dung nào cả. Vì vậy cho nên là nó cũng là một những khó khăn, một những cái đặc điểm gây ra khó khăn trong khi giảng dạy. Điều thứ ba nữa là nội dung kiến thức được giới thiệu trong cái chủ đề này hoàn toàn ở mức cơ bản hoặc là nguyên lý, vừa đủ trong cái thời lượng cho phép và phù hợp với cái khả năng tiếp thu của học sinh. Vì vậy cho nên gần giống với tập hợp các khái niệm phải học thuộc lòng, rất khó nhớ và khó cho kiến thức. Chúng ta thấy rằng là vì học sinh là chưa có hình dung gì về chủ đề này, cho nên là cái bài giảng chủ đề này theo như là cái quy định cũng chỉ là giới thiệu cho học sinh để học sinh có được những hình dung có thể là tương đối đầy đủ về những vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu, chứ hoàn toàn không đặt ra vấn đề học sinh phải biết cách làm việc với cơ sở dữ liệu, thành thạo và làm việc với cơ sở dữ liệu. Không phải như vậy nhé. Học sinh có thể biết được khái niệm cơ sở dữ liệu và biết được là hiểu được rằng là tại sao người ta làm việc đối với cơ sở dữ liệu và làm việc với cơ sở dữ liệu thì sẽ làm việc theo cách cung cách như thế nào, một cách khái quát thôi. Đấy là lý do vì sao mà đây là cái chủ đề hoàn toàn lý thuyết mà không có thực hành. Với những khó khăn như vậy thì cách tiếp cận của cái bộ sách cái nuôi tri thức là như thế nào? Giải pháp mà chúng tôi lựa chọn là chọn cách tiếp cận thật logic nhé. Bằng cách tiếp cận logic thì học sinh sẽ hiểu được cái logic của vấn đề, tại sao nó lại như thế, tại sao, và sẽ dễ nhớ hơn. Thứ hai nữa là theo cái phương pháp chung của cái sách kết nối tri thức là chúng tôi sẽ dẫn dắt học sinh khám phá những ví dụ minh họa từ đơn giản đến dễ hiểu. Nhưng mà mặc dù là ví dụ đơn giản dễ hiểu nhưng lại đủ tầm bao quát tất cả các vấn đề liên quan. Và thứ ba nữa là khuyến khích học sinh liên hệ với thực tiễn. Các cái bài toán quản lý thì nó tồn tại, có thể nói là trù mật xung quanh cái cuộc trong đời sống, xung quanh cái chỗ chúng ta không tìm. Cho nên là cái việc mà học sinh mà liên hệ được với những bài toán thực tiễn thì sẽ giúp học sinh hiểu hơn rất nhiều. Cũng vì như thế khi giảng dạy cái này thì chúng ta cần chú ý những chuyện sau đây. Thứ nhất là hiểu được logic tiếp cận xuyên suốt cái chủ đề. Thứ hai nữa là nắm được yêu cầu đối với các ví dụ minh họa. Và thứ ba là đánh giá mức độ tiếp thu của học sinh, thì chúng ta sẽ không đánh giá dựa trên cái việc học sinh học thuộc cái bài học, mà đánh giá dựa trên cái việc học sinh có thể phân tích được các ví dụ bài tập hay không.
Bây giờ, tiếp theo thì tôi sẽ nói về cách tiếp cận logic của chủ đề này. Bài đầu tiên là bài em tại sao là cái chiếu nó bị vỡ hết hình này nhỉ? Cái bài đầu tiên là bài giới thiệu cho học sinh hiểu rằng là các bài toán quản lý thì thường xuyên phải làm việc với dữ liệu. Bài toán quản lý phải làm việc với dữ liệu, thường xuyên phải ghi chép, lưu trữ dữ liệu. Và cái lượng dữ liệu có thể là rất lớn. Ở đây chúng tôi dùng chữ ghi chép là bởi vì cái bài toán về quản lý nó xuất hiện ngay từ lúc chưa có máy tính cơ. Và lúc đó người ta phải thực hiện cái việc là lưu trữ dữ liệu theo kiểu là ghi chép trên giấy nha. Thế thì Nhân nói về những cái chuyện này, Nhân nói về cái nhu cầu lưu trữ dữ liệu của các bài toán quản lý thì sẽ nói luôn đến những vấn đề khái niệm gọi là khái niệm cập nhật dữ liệu. Khái niệm cập nhật dữ liệu là bao gồm những chuyện là thêm dữ liệu mới này, xóa dữ liệu đã có này, đã lưu trữ hay sửa dữ liệu đã lưu trữ, thì tất cả những chuyện đó được dùng chung bởi một thuật ngữ gọi là cập nhật dữ liệu. Sau đó nữa là khái niệm truy xuất dữ liệu. Đấy là khái niệm liên quan đến việc lấy ra những thành phần dữ liệu đã được lưu trữ, gọi là truy xuất dữ liệu. Bây giờ trở lại cái mạch logic, thì vì cái nhu cầu ghi chép lưu trữ dữ liệu của các bài toán quản lý là thường xuyên, khối lượng dữ liệu có thể là rất lớn, vậy thì nó sẽ phát sinh cái yêu cầu khi có máy tính là đặt vấn đề là lưu trữ cái dữ liệu đó trên máy tính. Tuy nhiên khi lưu trữ dữ liệu trên máy tính thì người ta nhận thấy rằng là nó có những vấn đề phát sinh. Việc lưu trữ dữ liệu trên máy tính nó không đơn giản là việc chuyển văn bản trên giấy thành tập trên máy tính. Đối với văn bản thì việc lưu trữ nó trên máy tính hoàn toàn là đơn giản, chỉ là việc đánh máy lại cái văn bản đó thành cái tệp lưu trữ trên máy tính là xong. Tuy nhiên đối với dữ liệu thì không phải như vậy. Nếu nó xuất hiện những vấn đề, thứ nhất là khi chúng ta lưu trữ dữ liệu ở trên giấy ấy, thì thường xuyên xuất hiện những cái việc mà chúng ta buộc phải làm, đấy là cái việc lặp lại dữ liệu. Tôi lấy ví dụ đơn giản như là lưu trữ ghi chép cái bảng điểm của học sinh trên giấy, thì ở cái bảng điểm của môn toán có danh sách học sinh Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B. Ở bảng điểm môn vật lý hay là môn văn học hay là môn hóa học cũng đều lặp lại danh sách học sinh như thế. Và điều đó nó dẫn đến chuyện gọi là dư thừa dữ liệu. Dư thừa dữ liệu. Khi chuyển lên máy tính thì phải làm sao để cái chuyện dư thừa dữ liệu nó không xảy ra nữa. Bởi vì cái dư thừa dữ liệu đấy nó sẽ dẫn đến cái chuyện gọi là có thể ảnh hưởng đến tính nhất quán của dữ liệu. Dữ liệu ghi ở cái bảng điểm họ tên học sinh ghi ở bảng điểm môn toán chẳng hạn, Nguyễn Thị Hoa, chẳng hạn môn lý có thể là Nguyễn Thị Hòa chẳng hạn, vì một cái sai sót nào đó. Vì vậy cho nên là khi chuyển cái dữ liệu từ trên giấy đến trên máy tính, người ta đặt ra ngay vấn đề là khi chuyển lên máy tính thì phải đảm bảo là hạn chế được dữ liệu dư thừa và đảm bảo được rằng là dữ liệu được lưu trữ một cách nhất quán, chứ không có chuyện gọi là không nhất quán nữa. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là khi lưu giữ chữ dữ liệu trên máy tính ấy, thì người ta thấy người ta cái cách làm thường là thế nào? Người ta sẽ tập hợp cái dữ liệu và lưu thành cái tệp trên máy tính. Thế khi lưu bằng tệp trên máy tính thì rõ ràng là người ta giải pháp thường là gì? Lưu thành một cái tệp dạng text này. Đó, bằng nhiều dòng này. Ở mỗi một dòng là có một tập hợp các dữ liệu theo các cái thành phần đã định nhé. Ví dụ họ tên này, ngày tháng năm sinh này, vân vân. Ngăn cách nhau bởi dấu phẩy, dấu chấm phẩy theo một cái quy định nào đó chẳng hạn. Thế và cái người viết phần mềm để cập nhật dữ liệu, truy xuất dữ liệu phải biết cấu trúc của cái tệp đó, sau đó đọc lên từng dòng, sau đó rồi lại phân tích cái dòng đó thành thành phần dữ liệu với nhau. Thế thì cái chuyện nó sẽ là như vậy. Nhưng mà nếu như người ta thay đổi cái tệp lưu trữ dữ liệu, thay đổi cấu trúc của nó, ngăn cách không bằng dấu phẩy nữa mà bằng dấu chấm phẩy, hay là bổ sung thêm một số cái thông tin nữa, thì lập tức cái người viết chương trình lại phải viết lại chương trình, là phải viết lại các cái module truy xuất vào cái bảng dữ liệu đó. Như vậy nó sẽ dẫn đến cái chuyện gọi là có cái sự phụ thuộc và làm cho cái việc phát triển phần mềm trở nên là rất khó khăn, tốn kém. Cái người viết phần mềm là phải biết rất rõ về cấu trúc tệp dữ liệu. Vì thế cho nên là
khi lưu dữ liệu trên máy tính, người ta cũng đặt ra vấn đề là phải hủy bỏ, không có chuyện gọi là phụ thuộc dữ liệu như nữa, như thế nữa. Có nghĩa là gì? Xuất hiện cái yêu cầu về tính độc lập dữ liệu. Rồi, tất nhiên còn hàng loạt vấn đề nữa mà không thể nói ra. Vì thế cho nên là xuất hiện một cái khái niệm mới, một cái giải pháp mới, đấy là liên quan đến cái gọi là gì, giải pháp về cơ sở dữ liệu, là một cái giải pháp cho phép tổ chức dữ liệu một cách độc lập, đảm bảo được tất cả những cái yêu cầu về tính không dư thừa dữ liệu, tính nhất quán, tính độc lập và một loạt các yêu cầu khác nữa. Thế thì khi đã lưu trữ dữ liệu một cách độc lập thành một cái thứ gọi là cơ sở dữ liệu, thì đồng thời cũng phải cung cấp một cái công cụ, một cái phương tiện để có thể tạo lập cơ sở dữ liệu, cập nhật và truy xuất dữ liệu. Về cái đó người ta gọi là hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Có thể nói là đã nói đến cơ sở dữ liệu là phải nói đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Vì nếu không có hệ quản trị cơ sở dữ liệu thì cái người lập trình lại buộc phải can thiệp trực tiếp. Không có công cụ hỗ trợ buộc phải can thiệp trực tiếp thì nó mất cái tính độc lập đi. Tất nhiên khi nói về khái niệm cơ sở dữ liệu thì sẽ phải nói đến hàng loạt các vấn đề liên quan khác. Đấy là những yêu cầu mà một cái cơ sở dữ liệu phải thỏa mãn, và bây giờ người ta gọi đó là các cái thuộc tính của cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu phải đảm bảo hàng loạt các yêu cầu và những yêu cầu như thành một cái điều hiển nhiên bắt buộc, và vì thế người ta gọi là các cái thuộc tính của cơ sở dữ liệu. Thế sau đó nữa là phải nói về hệ quản trị cơ sở dữ liệu thì phải nói về các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Thế rồi là những vấn đề liên quan khác, chẳng hạn như khái niệm gọi là ứng dụng cơ sở dữ liệu. Thế rồi khái niệm hệ cơ sở dữ liệu là tập hợp ba cái thành phần là phần mềm, rồi là hệ quản trị cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu. Thế rồi là khái niệm hệ cơ sở dữ liệu tập trung và phân tán. Thế thì ở đây cần chú ý rằng là khi giới thiệu về khái niệm cơ sở dữ liệu ở cái mức khái quát như thế này thì nó rất là trừu tượng nhỉ. Cái câu định nghĩa về cơ sở dữ liệu chỉ nói là gì, là tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau được lưu trữ trên máy tính một cách có tổ chức nhỉ. Và chúng ta không thể đưa ra cho học sinh được những ví dụ cụ thể về cái hệ cơ sở dữ liệu này. Vì thế cho nên vấn đề đặt ra là gì, cần phải giới thiệu một kiểu cơ sở dữ liệu phổ biến quen thuộc, và thông qua đó mà có thể đưa vào các ví dụ giới thiệu cho học sinh. Trong số các loại cơ sở dữ liệu đang được sử dụng phổ biến thì điển hình là cơ sở dữ liệu quan hệ được dùng rất là phổ biến nha. Có thể nói là hầu hết các cái cơ sở dữ liệu hiện nay được tổ chức dưới mô hình gọi là mô hình quan hệ. Thế có thể nói rằng là cái nội dung về cơ sở dữ liệu quan hệ là một trong những nội dung mà trọng tâm của cái chủ đề này nhé. Thông qua giới thiệu cơ sở dữ liệu quan hệ thì chúng ta sẽ dẫn dắt học sinh, cho học sinh thấy được những ví dụ cụ thể về cơ sở dữ liệu, và từ đó học sinh mới có thể hiểu rõ hơn về cơ sở dữ liệu. Chứ còn nếu mà chỉ dừng lại bài chung về cơ sở dữ liệu thì rất khó cho học sinh hiểu cơ sở dữ liệu. Thế thì về cơ sở dữ liệu chúng ta cũng sẽ phải giới thiệu một loạt, tại sao cái này nó vỡ hình hết nhỉ, giới thiệu một loạt các vấn đề liên quan. Đã tất nhiên đầu tiên là định nghĩa cơ sở dữ liệu quan hệ, sau đó giới thiệu khái niệm bảng, trường, bản ghi, khóa chính, khóa ngoài, và cuối cùng là khái niệm về liên kết dữ liệu. Thế khi đã nói về cơ sở dữ liệu quan hệ thì câu hỏi tự nhiên cũng đặt ra là vậy thì cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nó như thế nào, và hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó hỗ trợ cho người ta làm việc được với cơ sở dữ liệu quan hệ như thế nào. Thế là sẽ nảy sinh vấn đề là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được có thể làm việc được với các cơ sở dữ liệu quan hệ thông qua một cái gọi là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, đấy là SQL. Việc giới thiệu SQL ở trong chủ đề này, trong cái bài này thì không nhằm mục đích giúp cho học sinh nắm chắc SQL, có thể vận dụng SQL để
truy xuất cơ sở dữ liệu. Không phải là như thế, mà mục đích giới thiệu SQL ở đây chỉ là cho học sinh hiểu rằng ở mức nguyên lý thì người ta khởi tạo cơ sở dữ liệu, cập nhật và truy xuất cơ sở dữ liệu như thế nào. Đấy là nhờ ba cái thành phần của SQL. Bấm đi đây. Ba thành phần của SQL. Thứ nhất là DDL, là cái thành phần ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu. Thứ hai là DML, là thành phần ngôn ngữ thao tác dữ liệu. Và thứ ba là DCL, là thành phần ngôn ngữ điều khiển truy xuất dữ liệu. Thì có thể nói rằng là cái SQL này nó rất gần với ngôn ngữ tự nhiên. Bởi vậy là việc giới thiệu ba cái tập hợp lệnh, ba cái thành phần lệnh, ba cái thành phần các câu truy vấn SQL này là tương đối dễ hiểu thôi. Tất nhiên là học sinh cũng chú ý là chúng ta chỉ giới thiệu để cho học sinh hiểu ở mức nguyên lý là người ta làm như thế nào để làm được cái cơ sở dữ liệu, chứ ở đây chưa đòi hỏi học sinh thành thạo sử dụng SQL. Vấn đề cuối cùng là vấn đề xuất hiện một cách cũng rất tự nhiên khi mà nói đến các cái bài toán trong tin học, đấy là vấn đề bảo mật và an toàn dữ liệu. Đã động chạm đến cái chuyện gì trong lĩnh tin học thì cũng động chạm đến vấn đề bảo mật và an toàn. Thì vì vậy cho nên là sẽ phải có một cái bài liên quan đến bảo mật và an toàn dữ liệu. Tất nhiên là bài này cũng chỉ giới thiệu ở mức khái quát toàn bộ những vấn đề liên quan đến việc bảo mật và an toàn dữ liệu. Từ trang thiết bị, tức là phần cứng, phần mềm, cho đến con người và thậm chí là các chính sách. Nhưng vì vậy cái bài này có thể nói là cho học sinh hiểu được một cách khái quát toàn diện những vấn đề liên quan đến bảo mật và an toàn dữ liệu, chứ không phải đi sâu vào các biện pháp làm thế nào để bảo mật vân vân, không phải như vậy. Thế thì đấy là cái logic tiếp cận của cái chủ đề 4 này. Thì các thầy các cô chú ý họ cho là theo cái quy định thì cái chủ đề này chỉ là giới thiệu để học sinh hiểu được ở một mức độ nhất định về những vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu, nó là cái gì và những vấn đề liên quan đến nó là như ra sao, vân vân. Chứ chúng ta không đi sâu vào cái việc gọi là dạy học sinh làm việc với cơ sở dữ liệu, không phải như vậy. Vì thế mà nó không có thực hành. Một điểm quan trọng khác là lựa chọn cái ví dụ như thế nào để dẫn dắt học sinh phân tích khám phá. Thế thì phần này tôi sẽ giải thích rõ như sau. Về nguyên tắc mà nói thì các thầy các cô khi giảng chủ đề này không nhất thiết phải sử dụng ví dụ trong sách giáo khoa, mà có thể tự lựa chọn ví dụ của mình. Ví dụ mà mình thấy là nó phù hợp với lại cái môi trường sống xung quanh cái môi trường của mình. Vì thế cho nên là cần có cái lưu ý về việc chọn ví dụ minh họa. Thứ nhất là ví dụ cần phải gần gũi, dễ hiểu với học sinh nhé. Nếu mà ví dụ mà nó liên quan những vấn đề mà xa vời quá thì học sinh sẽ có thể khó hiểu. Tiếp theo nữa là cấu trúc cần phải đơn giản ở mức tối thiểu. Chúng ta có thể chọn một cái bài toán đơn giản rồi, nhưng mà cũng không phải là bê ngay cái bài toán đi vào, mà nên tìm cách lọc lược bớt những vấn đề phức tạp đi để bài toán ở mức đơn giản nhất. Và sau đó nữa còn yêu cầu là dữ liệu nó phải đủ tầm bao quát, tức là nó phải đủ cho chúng ta nói được tất cả những vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu quan hệ chẳng hạn. Ví dụ như là nói được khóa chính, khóa ngoài, rồi nói được việc liên kết dữ liệu. Nó tóm lại là chúng tôi khuyến cáo rằng không chọn ví dụ mà nội dung vượt tầm vốn sống của học sinh. Ví dụ chúng ta dẫn dắt để học sinh đưa những cái bài toán ví dụ quản lý vận tải chẳng hạn thì nó quá xa vời học sinh, vượt tầm vốn sống của học sinh. Mà khi vượt tầm vốn sống sống của học sinh thì nó dẫn đến chuyện là học sinh rất khó sưu tập dữ liệu, rất khó đưa ra cái hệ thống dữ liệu. Điều thứ hai nữa là không chọn ví dụ mà có quá nhiều thành phần dữ liệu. Có quá nhiều thành phần dữ liệu thì bài toán trở nên phức tạp, và cái sự phức tạp đấy đôi khi lại làm loãng cái mạch chính mà chúng ta cần nói với học sinh. Chúng tôi cũng khuyến cáo rằng là không chọn ví dụ mà tất cả dữ liệu dồn vào trong một bảng. Ở trong một số tài liệu thì người ta nghĩ và cho rằng là cái việc
giới thiệu dữ liệu với một cái bảng sẽ là dễ hiểu với học sinh. Thế thì theo chúng tôi thì cái điều đó nó không ổn tí nào cả. Bởi vì là khi mà tất cả các dữ liệu rồi mà trong một bảng thì cái bảng đấy chắc chắn là sẽ vi phạm các thuộc tính của cơ sở dữ liệu. Nó sẽ có dư thừa dữ liệu nha. Và sẽ xuất hiện một loạt những vấn đề khác nữa. Thêm nữa là cái việc chọn ví dụ chỉ một bảng thì nó không có tính khái quát. Chúng ta nói về cơ sở dữ liệu quan hệ là cơ sở dữ liệu mà dữ liệu được tổ chức dưới dạng các bảng, mà chúng ta lại đưa mỗi một bảng thôi thì làm sao mà học sinh tin được rằng là à tất cả dữ liệu đều là một, đều tổ chức dạng bảng. Chúng ta phải có 2-3 bảng để học sinh mới có thể nhận dạng ra được là à tất cả các dữ liệu đều tổ chức dưới dạng bảng. Cuối cùng tức là ví dụ, nhắc lại là ví dụ đủ rộng để dẫn dắt khám phá phát hiện tất cả vấn đề liên quan đến nội dung kiến thức. Chẳng hạn như là trong sách giáo khoa thì chúng tôi đã lựa chọn ví dụ như thế nào? Chúng tôi chọn giới thiệu ví dụ là cơ sở dữ liệu quản lý các bản nhạc, hay là còn nói là cơ sở dữ liệu quản lý các bản thu âm nhạc trên một website âm nhạc. Thế thì cái nội dung quản lý ở đây chúng ta có thể hình dung là sẽ rất đơn giản thôi, chỉ có 3 cái nội dung cần quản lý. Thứ nhất là tên cái bản nhạc đó, thứ hai là nhạc, tên nhạc sĩ sáng tác bản nhạc, và thứ ba là ca sĩ thể hiện bản nhạc đó. Nhưng có 3 cái nội dung đấy thôi. Tuy nhiên, và vì vậy cho nên với học sinh là nó rất đơn giản, rất dễ hiểu. Tuy nhiên để tổ chức cơ sở dữ liệu thì người ta không phải làm một cái bảng mà chỉ có 3 cái thành phần như vậy, mà sách giáo khoa dẫn dắt ngay cho học sinh thấy rằng à người ta tổ chức với một cái cơ sở dữ liệu mà gồm 4 bảng, trong đó có 6 trường dữ liệu. Các cái trường là ID của tác giả là AID này, tên nhạc sĩ này, tên bản nhạc này, SID là ID của ca sĩ này, tên ca sĩ này, và MID tức là mã của các bản thu âm, và tổ chức nó thành các bảng là nhạc sĩ, ca sĩ, bản nhạc, bản thu âm. Ở đây chúng ta không phải là chúng ta dẫn dắt học sinh theo cái lối là phân tích cái bài toán mà đưa ra cơ sở dữ liệu, mà chúng ta dẫn dắt theo cách là có một cái cơ sở dữ liệu như thế, có một cơ sở dữ liệu như thế, chúng ta nhìn xem đâu là trường khóa, đâu là khóa ngoài, vân vân, và cái quan hệ giữa các bảng đấy là như thế nào. Thế cái ví dụ rất đơn giản như thế này nhưng lại đủ bao quát để khám phá tất cả các vấn đề liên quan khóa chính, cách chọn khóa chính, khóa ngoài hay là vấn đề liên kết dữ liệu. Và nếu yêu cầu học sinh đưa ra các ví dụ dữ liệu, học sinh có thể đưa ra rất nhiều cái ví dụ dữ liệu, cho nên là bài toán sẽ là phù hợp với học sinh. Thêm nữa rằng là nó cũng không khô cứng, không phải xoay quanh những vấn đề mà chúng ta cứ nói mãi về bảng điểm môn học với lại vân vân. Thêm nữa rằng là cái mô hình ví dụ với 4 bảng thế này thì lại nó lại đủ dễ để nếu học sinh có lật lại vấn đề, có suy nghĩ thì có thể hiểu được tại sao người ta thiết kế dữ liệu gồm 4 bảng như vậy. Ngay đây tôi mô tả rõ rằng, nhớ rằng là trong chủ đề này chúng ta giới thiệu dữ liệu chủ yếu qua các bảng, các hình vẽ thôi. Chẳng hạn này, chúng tôi giới thiệu cái bảng là gồm các cái 4 cái bảng như thế này: nhạc sĩ, ca sĩ, bản nhạc, bản thu âm. Chúng ta có thể dùng các mũi tên để chỉ rõ quan hệ giữa các bảng như thế nào, thông qua các cái trường. Ví dụ như SID là cái trường mã của ca sĩ thì có quan hệ với SID, tham chiếu đến SID trong bản thu âm. MID trong bản thu âm thì tham chiếu đến MID trong bản nhạc, vân vân. Chúng ta cho học sinh nhìn thấy rõ các quan hệ như vậy, và sau đó chúng ta có thể giới thiệu cho học sinh thấy cái việc liên kết dữ liệu thông qua hình vẽ như thế này, từ cái bảng nhạc sĩ và bảng bản nhạc liên kết lại với nhau theo MID, theo AID chúng ta có được cái bảng danh sách các bản nhạc gồm tên bản nhạc, tên nhạc sĩ. Thế còn chúng ta nếu như liên kết 3 cái bảng còn lại thì chúng ta lại có được một cái gọi là danh sách các bản thu âm, ở đây bao gồm đầy đủ tên bản nhạc, tên nhạc sĩ và tên ca sĩ. Chúng ta cũng có thể thông qua cái này mà giải thích cho học sinh thấy là cách làm như thế này thì nó sẽ chống được cái việc gọi là dư thừa dữ liệu, tên nhạc sĩ không bị lặp đi lặp lại ở trong các cái bảng bản nhạc hay là bản thu âm. Thế và vì thế cho nên là nó chúng ta có thể thấy rằng là giải thích cho học sinh thấy là một sửa tên một ca sĩ chẳng hạn, chúng ta chỉ cần sửa trong bảng ca sĩ thôi mà nó
lập tức là có tác động đến tất cả các bảng còn lại. Học sinh nhiều thấy rằng à, dữ liệu sẽ đảm bảo được tính nhất quán, vân vân nha. Cuối cùng là tôi xin nói về việc đánh giá. Cái việc đánh giá học sinh nhờ, thông qua sau khi học xong cái bài này thì tôi cần lưu ý rằng là theo cái định dạng chung của cái sách giáo khoa kết nối tri thức thì mỗi bài học đều có một hộp kiến thức tóm tắt đơn vị kiến thức của bài học. Tuy nhiên do cái chủ đề này hoàn toàn thuần túy lý thuyết nên là nếu việc đánh giá mức độ tiếp thu bài của học sinh mà chỉ căn cứ vào phát biểu thuộc lòng cái nội dung trong hộp kiến thức thôi thì không ổn nhé. Chúng ta phải yêu cầu học sinh là đưa ra được các ví dụ minh họa, phân tích được ví dụ đó, lý giải được ví dụ đó theo những kiến thức tiếp thu được từ bài học. Và trả lời của học sinh sẽ được đánh giá cao hơn. Nên khác đây là chúng ta khuyến khích học sinh liên hệ với các bài toán thực tiễn và vận dụng những kiến thức tiếp thu được để phân tích thực tiễn đó nhé. Chẳng hạn như là ở cái bài đầu tiên, bài lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ bài toán quản lý. Thế thì cái hộp kiến thức của bài này thì rất đơn giản, chỉ có hai dòng thôi nhé. Thứ nhất là gì? Học sinh phải hiểu được rằng bài toán quản lý là bài toán phổ biến trong thực tế, cần phải tổ chức lưu trữ dữ liệu để phục vụ yêu cầu quản lý đa dạng. Thế dữ liệu có thể được cập nhật thường xuyên, được truy xuất theo nhiều tiêu chí khác nhau để thu được các thông tin hữu ích. Nếu chỉ thuộc lòng cái này thôi thì chúng ta rất khó biết học sinh là có hiểu được bài hay không. Thế chúng ta phải yêu cầu học sinh là không những phát biểu được cái nội dung trong hộp kiến thức này mà phải đưa ra được ví dụ minh họa. Ví dụ minh họa đấy là có thể từ trong các tài liệu, nhưng mà phải chỉ rõ ra được. Chẳng hạn như là tần suất phát sinh dữ liệu mới cần thu thập là như thế nào, người ta phải lưu trữ dữ liệu hàng ngày, hàng giờ hay là bất cứ khi nào. Thế cái khối lượng dữ liệu lưu trữ là lớn hay nhỏ. Các em có thể lấy những cái bài toán từ bệnh viện, rồi từ thư viện hay là từ những cái cửa hàng bán lẻ chẳng hạn, các em có thể, hay là thậm chí là trạm xăng dầu, các em có thể phân tích nó. Trả lời của học sinh sẽ được đánh giá cao hơn nếu ví dụ mà học sinh được đưa ra từ quan sát thực tiễn trong cuộc sống tại địa phương em sinh sống. Cái điều này thì rõ rồi. Thế đấy là tất cả những cái vấn đề mà chúng tôi thấy là cần phải lưu ý khi giảng dạy về cái chủ đề 4. Tiếp theo là cái chủ đề 6. Chủ đề 6 thì là chủ đề là thực hành và khai thác cơ sở dữ liệu. Về các đặc điểm của chủ đề này thì chúng ta thấy là điều đầu tiên là nó khác với chủ đề trước, là chủ đề này chủ yếu là thực hành trên máy tính, trừ bài đầu tiên là bài có ý nghĩa chuẩn bị, phân tích bài toán, thiết lập các bảng, các khóa, kiểu dữ liệu, còn lại là thực hành hết, thực hành trên máy tính. Như vậy có thể nói đây mới là chủ đề hướng dẫn học sinh làm việc với cơ sở dữ liệu, trực tiếp với dữ liệu trên máy tính. Trong chủ đề này thì học sinh sẽ được thực hành xuyên suốt các hoạt động từ tạo lập cơ sở dữ liệu, tạo lập các bảng này, rồi cập nhật, thêm, sửa, xóa dữ liệu, truy xuất dữ liệu, liên kết dữ liệu, và cuối cùng là vấn đề kể cả thực hành sao lưu và phục vụ dữ liệu. Thế yêu cầu của chủ đề này là khi lựa chọn các bài toán để cho học sinh thực hành thì phải chọn bài toán không quá phức tạp, dữ liệu phải dễ sưu tập và có tính thực tiễn. Học sinh cần phải nắm được các thao tác cơ bản với cơ sở dữ liệu và liên hệ được bài toán có trong thực tiễn. Đấy là cái yêu cầu đặt ra khi đặt ra chủ đề này. Cách tiếp cận của chúng tôi thì như thế nào? Thứ nhất là chúng tôi chọn bài toán quản lý dữ liệu đơn giản mà dễ hiểu cho học sinh. Đấy là bài toán quản lý dữ liệu của website âm nhạc. Học sinh đã làm quen trong chủ đề 4 rồi. Tuy nhiên ở đây là có thể nâng cao lên một chút. Về hệ quản trị cơ sở dữ liệu thì chúng tôi chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và công cụ kết nối với MySQL hỗ trợ cập nhật, khởi tạo dữ liệu, cập nhật và truy xuất là HDSQL, là một cái công cụ mà có giao diện đồ họa, dễ hiểu, dễ dùng, có hỗ trợ tiếng Việt. Thế về MySQL cũng như HDSQL thì để nói chi tiết về nó thì chúng tôi sẽ có một cái bài tiếp theo nhé, vào buổi chiều nay nói tiếp về nó. Lý do tại sao dùng MySQL, dùng HDSQL thì giải thích sau nhé.
Đồng thời thì là sẽ dẫn dắt học sinh thực hành từng bước từ đơn giản đến phức tạp. Có thể nói là thiết kế các cái bài cho học trong chủ đề này là thiết kế gối đầu nhau nhé. Bài sau chỉ hơn bài trước một chút thôi. Bài sau là ôn tập lại bài trước và có thêm một chút điểm nhấn. Thế nên có thể nói dẫn dắt học sinh từ đơn giản phức tạp và học sinh sẽ rất là dễ thực hành thôi. Không có gì khó khăn cả. Những cái điểm cần chú ý thì cần thứ nhất là khi giảng dạy các thầy các cô cần nắm được trình tự thực hành của cái chủ đề này từ đơn giản phức tạp như thế nào và sau đó là sẽ phải đánh giá mức độ tiếp thu của học sinh thông qua thực hành từ cái việc làm được cho đến kỹ năng thực hiện ra sao tùy theo cái kỹ năng mà chúng ta có thể đánh giá được học sinh là nắm được vững hay là vững đến mức độ nào. Bây giờ tôi vào cái trình tự thực hành thì trước hết là cái bài thiết lập danh sách các bảng, các trường, các khóa và kiểu dữ liệu. Thì đây là một cái bài như tôi đã nói trước rồi, là cái bài hoàn toàn có tính chất chuẩn bị thôi. Mục tiêu chính là đưa ra một cái kiến trúc tường minh gồm các bảng trong cơ sở dữ liệu để học sinh có thể thực hành trong các bài sau. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể là đưa đột một cái ra danh sách các bảng và bảo học sinh thực hành mà cũng cần có một cái phân tích nào đó để cho học sinh có thể hiểu được là người ta làm ra các bảng như thế là vì lý do thế này thế kia nhỉ. Tất nhiên là cái cần lưu ý rằng cái việc phân tích cái bài toán để đưa ra kiến trúc cơ sở dữ liệu thì không nằm trong chương trình giảng dạy và chúng ta không phải dạy cho học sinh cái cách phân tích nhỉ. Chúng ta đưa ra cái phân tích chỉ là để cho học sinh thấy cái logic của vấn đề thôi nhé, chứ không yêu cầu học sinh phải nắm được cách phân tích. Ở cái bài tiếp theo thì là bài đơn giản nhất là tạo lập cơ sở dữ liệu và tạo lập bảng không có khoa ngoài. Ví dụ như bảng nhạc sĩ hay bảng ca sĩ chỉ gồm có ID của nhạc sĩ và tên nhạc sĩ, ID ca sĩ, tên ca sĩ là hết sức đơn giản. Thì đây là cái bài thực hành đầu tiên đơn giản nhất và có hướng dẫn từng bước nhỏ để thực hiện cái công việc này trên một cái giao diện đồ họa. Bài tiếp theo là bài nâng cao lên một chút là tạo lập bảng có khóa ngoài. Tạo lập bảng có khóa ngoài thì trước hết là tạo lập bảng không có khóa ngoài, tức là ôn lại bài cũ. Sau đó rồi mới thêm đến khóa ngoài thôi. Cho nên có thể là ôn lại cái bài cũ và có thêm một chút nâng cao, đấy là khai báo cái trường thông tin là khóa ngoài. Thì cần phải chú ý rằng kiểu dữ liệu của trường khóa ngoài phải theo cái kiểu dữ liệu của cái khóa chính mà nó tham chiếu đến, tức là khóa ngoài thì chắc chắn phải có tham chiếu đến một cái bảng khác, đến một cái trường mà trong một cái bảng khác, và vì vậy cho nên là phải khớp cái dữ liệu của hai cái trường tham chiếu với nhau, chứ không có là nó sẽ không thể nào mà kết nối với nhau được nhỉ. Thế sau tạo lập bảng không ngoài rồi thì chúng ta mới sang đến cái việc sau hai cái bài về tạo lập bảng thì chúng ta mới sang đến cái bài về cập nhật và truy xuất dữ liệu bảng không có không ngoài. Thế là cập nhật vào dữ liệu vào bảng nhạc sĩ chẳng hạn, chỉ có ID nhạc sĩ, tên nhạc sĩ, ca sĩ, ID. Đấy, tức là không có ngoài, chúng ta cứ việc cập nhật một cách dễ dàng. Thế thì cái thao tác của cái chỗ này nó hết sức đơn giản thôi. Tiếp theo nâng cao hơn mới là cập nhật và truy xuất bảng dữ liệu có khóa ngoài. Thì chỗ này là nó sẽ có cái chuyện là khi nhập cái dữ liệu của cái trường là khóa ngoài ấy, thì chúng ta phải tham chiếu đến cái giá trị của cái trường khóa chính ở bảng khác. Chúng ta phải chú ý cái điều đó. Thế thì học sinh là vì các cái bảng đã được tạo lập rồi, các bảng gọi là bảng không có ngoài được tạo lập rồi, cho nên là khi khi nhập dữ liệu ở đây chúng ta chỉ việc là bấm chọn các cái dữ liệu đã có trong cái bảng tham chiếu thôi. Đấy. Thế công việc cũng rất là dễ dàng. Cuối cùng thì mới là cái bài toán liên kết đến dữ liệu, thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng. Thế thì cái liên kết các bảng thì đã giới thiệu cho học sinh thấy một cách rất trực quan bằng hình vẽ ở chủ đề 4 rồi. Hình vẽ chủ 4 chúng ta có hình vẽ liên kết các bảng với nhau như thế nào rồi. Vậy thì ở đây chúng ta học sinh chỉ cần học là cái câu truy vấn SQL để mà liên kết được các bảng dữ liệu thôi.
Thế thì nó cũng không có gì khó cả. Cuối cùng là một cái bài về sao lưu và phục hồi dữ liệu. Thì cái bài này là thao tác hoàn toàn môi trường đồ họa, bấm chọn không gì khác. Như vậy các thầy các cô có thể thấy rằng là trình tự các bài thực hành trong chủ đề này được sắp xếp một cách có tính toán, có gối đầu nhau, từ dễ, từ đơn giản đến phức tạp hơn. Mỗi lần phức tạp hơn một chút thôi, còn lại là ôn lại các bài cũ. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là nếu nắm vững, nắm chắc cái tiến trình thực hành như thế này thì các thầy các cô có thể dẫn dắt học sinh đi qua suốt cái chủ đề này mà không có gì khó khăn cả, hoàn toàn dễ dàng. Tôi cũng giải thích thêm là để thực hành thì chúng ta sẽ thực hành hoàn toàn trên cái giao diện của cái công cụ gọi là Hayley SQL. Thì cái Hayley SQL này là một cái phần mềm mà nó hỗ trợ giao diện đồ họa hoàn toàn, dễ dùng, có thể nói là không có khác gì với Access cả. Thế thì chẳng hạn như cái giao diện ở đây tôi đưa ra là giao diện đã đang là cập nhật vào cái bảng gọi là bảng dữ liệu gọi là bảng nhạc sĩ nhé. Thì cái trường ID nhạc sĩ đã là cái trường trường có giá trị số nguyên tự động tăng rồi, cho nên chỉ còn nhập vào mỗi cái trường tên nhạc sĩ thôi. Học sinh chỉ việc đánh dấu vào nó nổi lên cái ô màu xanh, xong gõ tên nhạc sĩ và bấm enter, xong lại làm tiếp với tên rồi, và hoàn toàn không gì khó cả. Thế rồi giao diện phức tạp nhất ấy, thì là cái giao diện về việc mà liên kết các bảng bằng cách là đưa vào cái câu truy vấn SQL liên kết. Ở đây chúng ta thấy có một cái ô gọi là ô truy vấn nhé, cho phép nhập vào cái câu truy vấn là select bản nhạc chấm id bản nhạc phẩy bản nhạc chấm tên bản nhạc vân vân nhé. Chúng ta thấy rằng là cái giao diện này là syntax coloring, nó phân biệt cú pháp bằng màu sắc, và vì thế cho nên giúp cho chúng ta cập nhật cái câu truy vấn một cách dễ dàng, ít sai sót, giảm thiểu cái sai sót. Và thậm chí là thì nó còn hỗ trợ đến mức là nếu chúng ta gõ nhạc sĩ, tức là bảng nhạc sĩ, xong chấm một cái, chờ một tí thì nó sẽ hiện lên danh sách các trường trong cái bảng nhạc sĩ để chúng ta chọn thôi, chứ không cần phải gõ. Vì vậy cho nên là có thể nói rằng là không có vấn đề gì khó khăn trong cái việc làm đấy cái chủ đề này cả. Điều tiếp theo tôi muốn chú ý là thế này, muốn chú ý là việc thiết lập cấu trúc cơ sở dữ liệu gồm danh sách các bảng, các trường, các khóa, các kiểu dữ liệu cho từng bảng là một bước chuẩn bị cho các bài thực hành. Tuy nhiên xuất hiện vấn đề là gì? Giả sử như các thầy các cô lại không muốn dùng cái ví dụ mà có trong sách giáo khoa mà muốn lấy một cái ví dụ khác từ trong cái thực tiễn nơi nhà trường, nơi sinh sống của học sinh, để cho học sinh nó cảm thấy gần gũi hơn nhỉ. Thế thì khi đấy phải chọn ví dụ, mà phải chọn ví dụ thì sẽ phải làm cái việc là phân tích cái bài toán để có được cái kết quả là danh sách các bảng các trường như thế. Thế thì cái chuyện này không nằm trong yêu cầu giảng dạy, tuy nhiên các thầy các cô vẫn cần phải nắm được cái phương pháp này để mà phân tích bài toán để đưa ra danh sách các bảng một cách phù hợp. Thế thì vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu một cái phương pháp phân tích một bài toán thành danh sách các cái bảng, danh sách các bảng, và đảm bảo không có dư thừa dữ liệu, và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, và đảm bảo tất cả các cái thuộc tính của một cơ sở dữ liệu. Cái phương pháp như thế này thì nó nằm trong một cái giáo trình ở trên đại học. Các thầy các cô mà đã học đúng cái chuyên ngành này rồi thì cũng đã làm quen rồi. Thì nó dựa vào cái lược đồ quan hệ và khái niệm gọi là phụ thuộc hàm. Tuy nhiên nếu mà chúng ta lại nhắc lại cái chuyện lý thuyết đó thì nó dài, và từ cái lý thuyết đấy rồi vận dụng vào cái bài toán cụ thể thì lại phải qua một bước nữa, thì nó cũng dài dòng, hoặc cũng có thể có những khó khăn gây ra nhầm lẫn. Vì thế thì ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu một phương pháp, cũng là phương pháp gọi là chuẩn hóa cơ sở dữ liệu qua 3 bước, 1, 2, 3, nhưng mà nó là phương pháp thường dùng cho thực tiễn nhé. Đầu tiên là từ cái bảng dữ liệu ban đầu, sau đó chúng ta sẽ thực hiện các cái bước chuẩn hóa để đưa dữ liệu về
đưa cái bảng dữ liệu về chuẩn thứ nhất, sau đó thì tiếp theo đưa chuẩn thứ hai, chuẩn thứ ba. Để giải thích về cái này thì tôi sẽ lấy qua ví dụ thôi nhé. Chúng tôi sẽ chọn một ví dụ đơn giản để bài toán quản lý cho mượn sách ở thư viện. Bài toán quản lý thư viện thì là cái bài toán lớn rồi nhé. Nếu mà xem xét bài toán quản lý thư viện thì nó sẽ rất nhiều vấn đề, cho mượn sách như thế nào, rồi trả sách ra sao, rồi là lập danh sách những học sinh gọi là trả sách không đúng hẹn hay là chưa trả sách, rồi vân vân, rồi quản lý giá trị của sách, rồi quản lý nhập sách về, rồi rất nhiều chuyện. Nhưng ở đây chúng tôi cắt lọc hết và chỉ quản lý cái bài toán gọi là cho mượn sách thôi, thậm chí không quản lý cái bài toán là trả sách nhé. Và chúng tôi cũng giả thiết rằng là mỗi lần đến thư viện thì mỗi học sinh có thể mượn nhiều cuốn sách, 2, 3, 4 cuốn sách. Thế thì với cái giả thiết như vậy thì chúng ta thấy rằng là những cái dữ liệu cần được ghi chép lại của bài toán này, của bài toán quản lý cho mượn sách này sẽ gồm các cái thông tin gì? Thứ nhất là thông tin về học sinh, học sinh đến mượn sách, thông tin về học sinh chúng ta gọi là TTHS. Thứ hai là thông tin thủ thư, chúng gọi là TTTT, ngày mượn sách, và thông tin về sách mà học sinh mượn, chúng gọi là TT sách. Thế chúng ta thấy này, cái dữ liệu của quản lý có bốn cái như thế này: thông tin học sinh, thông tin thủ thư, ngày, thông tin sách. Nếu mà làm chi tiết một chút để chúng ta có hình dung thì chúng ta có thể vẽ một cái bảng như thế này. Cột thứ nhất là thông tin học sinh, cột thứ hai thông tin thủ thư, cột thứ ba là ngày, cột thứ tư là thông tin sách. Ở đây chúng ta tạm gọi là 001, 002 là mã học sinh, còn mã của thủ thư thì là T01, T02 vân vân. Thế còn VH001, LS010 thì chúng ta hiểu là mã định danh của cái bản sách. Chẳng hạn là thông tin sách cũng có mã định danh của bản sách này, có tên cuốn sách là Báo Tố này, thế rồi là có tác giả là Vũ Hào này, có nhà xuất bản là Văn Học chẳng hạn này, năm xuất bản 2015 như thế. Đấy là cái đặt bài toán. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái bước gọi là đưa cái dữ liệu về dạng chuẩn một hệ, dạng chuẩn thứ nhất. Chúng ta chú ý rằng là dạng chuẩn thứ nhất là dạng chuẩn mà dạng mà giá trị của dữ liệu tại từng trường trong bảng phải là đơn trị và vô hướng. Đơn trị thì chúng ta hiểu rồi, nó giống như là khái niệm trong toán học thôi, hàm đơn trị và hàm đa trị. Còn vô hướng thì ở đây chúng ta hiểu là không phải là vector nhiều thành phần. Trong một số tài liệu thì người ta dùng cái từ tiếng Anh là atom, tức là dữ liệu phải là atom, tức là dạng nguyên tử, hay là dịch tiếng Việt còn gọi là nguyên tố. Nguyên tố hay nguyên tử có nghĩa là gì? Nhỏ nhất, không phân tích được nữa. Thế thì cách dùng cái từ này thì chúng tôi cảm thấy là nó, chúng tôi nghĩ rằng là không được thật chính xác, nó dễ hiểu lầm. Bởi vì theo cái cách hiểu là dữ liệu không phân tích được nữa thì họ và tên người chẳng hạn phải phân tích thành 3 thành phần: họ riêng, tên đệm riêng, rồi là tên riêng. Và như thế nữa sẽ đến cùng thì ngay cả ngày tháng cũng phải chia ra là ngày, tháng, năm. Thế thì nó không ổn, nó không đúng. Chúng ta hiểu rằng là dữ liệu là vô hướng, tức là không phải là vector nhiều thành phần thôi. Thế thì cách để chuyển cái dữ liệu về dạng chuẩn 1F này là như thế nào? Với những cái cột mà dữ liệu là dạng vector không phải vô hướng thì tách cột ra. Với cái cột dữ liệu mà nó đa trị thì buộc phải tách dòng, và sau đó sẽ là tách bảng. Thế bây giờ chúng ta thử vận dụng cái này vào trong cái bài toán của chúng ta đang đặt ra. Ở ví dụ chúng ta đang xem xét thì cái cột thông tin học sinh, thông tin thủ thư và thông tin sách có đến 3 cột là không phải là vô hướng. Chẳng hạn như cột thông tin học sinh nó có 3 thành phần: mã học sinh này, tên học sinh này, lớp học sinh học. Cột thủ thư thì cũng có 2 thành phần là tên thủ thư và mã thủ thư, chỉ có ngày là 1 thành phần thôi. Còn thông tin sách thì chúng ta thấy là có đến 5 thành phần, là mã bản sách này, tên sách này, tên tác giả này, tên nhà xuất bản này, và năm xuất bản. Vậy thì rõ ràng là gì? Ở đây 3 cái cột đó là chúng ta sẽ phải làm việc tách cột. Riêng những cái cột cuối cùng là thông tin sách thì không những nó là
nó không phải là vô hướng, tức là nó vector, mà nó còn đa trị nữa. Tức là gì? Chúng ta thấy có hai cuốn sách, học sinh mượn hai cuốn sách, cuốn sách báo tố và cuốn sách nhà tiền lệ. Ở dòng thứ hai chúng ta cũng thấy như thế, học sinh mượn hai cuốn sách. Như vậy tức là gì? Đối với những cái đa trị này chúng ta sẽ phải tách dòng và sau đó sẽ tách bảng. Thế bây giờ trước hết là chúng ta xem chúng ta tách cột như thế nào. Tách cột thì thông tin học sinh sẽ tách thành 3 cột: ID học sinh, tên học sinh, lớp học sinh. Thông tin thủ thư sẽ tách thành 2 cột: ID thủ thư, tên thủ thư. Thông tin sách thì cũng tách ra thành 5 cột: ID sách, tên sách, tác giả sách, nhà xuất bản và năm xuất bản. Thế mà tách dòng thì như thế nào? Đây, cái thông tin sách nó đa trị nhưng mà tách dòng. Chúng ta sẽ tách là học sinh Trần Tiến mượn hai cuốn sách thì tách thành 2 dòng. Học sinh Vũ Nam mượn hai cuốn sách thì tách thành 2 dòng. Về tách dòng như thế rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến bước tiếp theo, đó là phải tách bảng. Thì cần chú ý là thế này. Khi mà chúng ta tách cột ra thì sẽ xuất hiện, khi mà chúng ta tách các cái dòng đa trị ra thì sẽ xuất hiện các cái dòng có giá trị lặp lại. Ở đây chẳng hạn, chúng ta thấy rằng là cái phần mà đóng khung màu đỏ đây là 01 Trần Tiến 9A1 T01 Phạm Minh 12 tháng 3 năm 2003 là lặp lại. Cũng như vậy thì thông tin về học sinh, thông tin thủ thư cũng lặp lại. Với những cái sau khi mà tách dòng để giải quyết cái chuyện đa trị, giá trị đa trị thì sẽ xuất hiện cái giá trị lặp lại, và chúng ta phải khử cái giá trị lặp lại này đi bằng cách chúng ta tách dần bảng. Tách bảng thì chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ tách ra như thế nào? Tôi sẽ tách ra thứ nhất là cái bảng sách dễ hiểu rồi, là gồm có ID sách, tên sách, nhà tác giả sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, dễ hiểu rồi. Còn cái bảng khác nữa là bảng tôi gọi là event. Cái bảng này là lưu trữ cái thông tin về sự kiện cho mượn sách. Sự kiện này là gồm ID học sinh, tên học sinh, tức là toàn bộ thông tin học sinh, thông tin thủ thư ngày, thông tin học sinh, thông tin thủ thư ngày. Còn nó lập từng cái sự kiện, cái sự kiện đấy là sự kiện xảy ra ngày này do liên đới với học sinh và thủ thư này, và tôi cho nó thêm một cái trường khóa gọi là ID EV, tức là cái mã của sự kiện. Thế và bây giờ sẽ thêm một cái bảng nữa gọi là bảng quan hệ giữa sự kiện và sách nhé, gọi là EV sách, gồm có ID EV và ID sách nhé. Cái sự kiện đấy liên quan đến cuốn sách nào. Thế thì chúng ta cần chú ý rằng là cái việc tách các cái dòng đa trị dẫn đến chuyện tách thành các bảng riêng như này, bản chất của nó chính là việc làm gì, làm khử cái giá trị lặp lại thôi nhé. Đảm bảo rằng là cái bảng dữ liệu chúng ta thành lập sẽ không còn cái giá trị lặp lại với dung lượng lớn nữa. Đây, chúng ta sẽ thấy là ở bảng sự kiện thì có những cái thông tin liên quan đến ngày của sự kiện và các cái cá nhân, các con người liên quan sự kiện đó nhé. Bảng thứ hai là bảng thông tin về sách, và bảng thứ ba là sự kiện đấy liên quan đến những cái cuốn sách nào. Có hai cuốn sách, 2001 có hai cuốn sách, 2002 có hai cuốn sách. Nên như vậy, đến đây chúng ta thấy rằng là các bảng đã đảm bảo các cái yêu cầu của cái chuẩn thứ nhất. Tức là tất cả các cái cột, tất cả các trường dữ liệu đều là vô hướng và không đa trị. Sau đó thì sẽ đưa về cái dạng chuẩn thứ hai. Để đưa về dạng chuẩn thứ hai thì chúng ta cần chú ý rằng là yêu cầu cho các bảng về dạng chuẩn thứ hai là thế nào? Là mỗi bảng có khóa chính là một cột. Có nghĩa là chỉ không có khóa tổ hợp. Khóa tổ hợp là khóa mà gồm một nhóm các cái trường. Ở đây thì yêu cầu là đưa về dạng chuẩn thứ hai thì các bảng phải có khóa chính là một cột thôi. Tất cả các cột còn lại đều phụ thuộc vào cột khóa chính. Thế thì cách để đưa các bảng về dạng chuẩn thứ hai này là thế nào? Đơn giản thôi, là tách tất cả các cột phụ thuộc vào mỗi cột thành phần khóa chính thành bảng riêng. Có nghĩa là chúng ta giả sử nếu chúng ta thấy có khóa tổ hợp
thì chúng ta sẽ xem những cột nào phụ thuộc vào một cột trong các khóa tổ hợp đấy thì phải tách ra thành bậc riêng. Chúng ta xem ở trong cái bài toán của chúng ta thấy là cái bảng even ở đây không có vấn đề gì nhé, vì chúng ta đã thêm cái ID even rồi nhé, cho nên là không có vấn đề gì nữa, ngay lập tức là nó đã trở thành một cái bảng thỏa mãn chuẩn thứ hai rồi đó. Có một chìa khóa là cột ID even. Còn trong trường hợp giả sử như ở bước trên mà chúng ta không làm cái việc đó, chúng ta không thêm ID even vào, thì chúng ta sẽ thấy là khóa sẽ là khóa tổ hợp gồm có ID học sinh, ID thử thư và ngày. Đấy. Và khi đó thì chúng ta sẽ thấy cái quan hệ phụ thuộc của chúng ta phải tách ra. Thứ hai là sách. Ở đây chúng ta thấy là đã có một cột rồi. ID sách là trường khóa, một cột rồi. Và cái này thỏa mãn được cột thứ hai rồi. Bây giờ đến cái bảng IEV sách. Cái bảng này chúng ta thấy rằng là cái khóa của nó là khóa tổ hợp. Khóa gồm hai cái trường là ID EV và ID sách. Nó khóa tổ hợp. Thế vậy chúng ta sẽ thêm cho nó một cái trường khóa gọi là ID ES nha. ID ES 01, 02, 03, v.v. nha. Thế bây giờ thì chúng ta đã có được các bảng dữ liệu và thỏa mãn cái chuẩn thứ hai. Bây giờ chúng ta sang cái bước 3 là đưa các bảng về trạng chuẩn thứ ba. Yêu cầu của các bảng trong chuẩn thứ ba là tất cả các cột phải phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính. Phụ thuộc trực tiếp có nghĩa là không phải phụ thuộc gián tiếp, hay người ta còn gọi là phụ thuộc bắc cầu. Phụ thuộc bắc cầu nghĩa là thế nào? Ví dụ như là B phụ thuộc vào A, C phụ thuộc vào B, vậy thì C phụ thuộc bắc cầu vào A. Nói cách khác là C phụ thuộc gián tiếp vào A. Thế yêu cầu là gì? Đối với các bảng thuộc trạng chuẩn thứ ba thì không còn cái phụ thuộc gián tiếp nữa, chỉ có phụ thuộc trực tiếp thôi. Cách thực hiện là xóa hoặc là tách các cột không phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính, tách ra thành bảng riêng. Có những cái cột mà nó thực ra nó không có ý nghĩa thì có thể xóa đi, còn lại thì những cái cột mà không phụ thuộc vào trực tiếp vào khóa chính mà có ý nghĩa thì buộc phải tách ra thành bảng riêng. Chúng ta xem ở đây cũng như bảng even, chúng ta thấy là gì, tên học sinh phụ thuộc vào ID học sinh, phụ thuộc vào mã học sinh, mà ID học sinh lại phụ thuộc vào ID even, phụ thuộc vào khóa chính. Như vậy thì có nghĩa là tên học sinh và thậm chí cả lớp học sinh nữa là phụ thuộc gián tiếp vào khóa chính. Vậy thì cái phần tên học sinh, lớp học sinh phải tách ra thành bảng riêng. Cũng như vậy, tên thử thư là phụ thuộc vào ID thử thư, qua đó phụ thuộc bắc cầu được ID even, vậy thì phải tách ra thành bảng riêng. Chúng ta sẽ tách ra hai bảng nhé. Bảng even bây giờ chỉ còn lại có ID EV, ID học sinh, ID thử thư và ngày. Thế còn cái thông tin về học sinh phải tách ra thành ID học sinh, tên học sinh và lớp học sinh, và ID thử thư, tên thử thư là tách thành bảng riêng. Như vậy chúng ta về tách ra thành ba bảng nhé. Cái bảng even, các bảng còn lại thì không có vấn đề gì nhé. Cần chú ý rằng bản chất việc làm này cũng là đưa các cột có giá trị lặp lại. Học sinh sẽ nhiều lần mượn sách nên sẽ lặp lại. Thủ thư sẽ nhiều lần trong mượn sách sẽ lặp lại. Những cái cột mà có giá trị lặp lại thì tách ra thành bảng riêng để loại bỏ cái sự lặp lại có số lượng lớn dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán. Ở đây chúng ta thấy rằng là nếu để ở bảng even như lúc đầu thì mỗi lần sửa tên Trần Tiến là chúng ta phải sửa tất cả những trường hợp là có mã ID là 001, có bao nhiêu lần chúng ta phải sửa hết. Thế rồi là tên thủ thư cũng như thế, nếu mà nhầm chỗ là phải sửa hết tất cả. Trong khi đó như thế này thì mỗi lần sửa chữa chúng ta chỉ cần sửa có ở một bảng thôi nhé. Thế thì như vậy bây giờ chúng ta sẽ có kết quả là gồm 5 bảng even, học sinh, thủ thư, EV sách và sách. Đây, 5 bảng đây là như thế này. Thế thì bây giờ chúng ta thấy là 5 bảng này là thỏa mãn với dạng chuẩn thứ 3, và chúng ta thấy rằng nó sẽ rất là tức là có thể đưa ngay vào trong cái thực hành được nhỉ. Tổng kết lại thì có thể thấy rằng là để
chuẩn hóa các bảng dữ liệu, chúng ta sẽ qua 3 bước. Bắt đầu từ cái bảng mà chưa chuẩn hóa, chúng ta sẽ tách dữ liệu vector đa trị để thành dạng chuẩn thứ nhất, sau đó tách cột phụ thuộc vào thành phần khóa để tạo thành dạng chuẩn thứ hai, và cuối cùng là tách cái phụ thuộc gián tiếp ra để tạo chuẩn thứ ba. Cần chú ý rằng là tôi cũng nhắc lại là cái phương pháp chuẩn hóa dữ liệu này là để cho các thầy các cô, tôi nhắc lại để các thầy các cô có thể vận dụng trong cái việc là xây dựng các ví dụ của mình thôi. Còn khi giảng bài thì không cần phải trình bày cái cách phân tích dữ liệu như thế này vì nó không nằm trong chương trình giảng dạy. Tôi cũng lưu ý rằng là các thầy các cô nên chọn cái bài toán đơn giản, hết sức đơn giản thôi. Chẳng hạn như nếu chúng ta không chọn đơn giản thì vấn đề nó là phức tạp. Chẳng hạn như bây giờ nếu mà chúng ta không giả thuyết rằng là tác giả hay một nhóm tác giả được coi là một tác giả thôi, mà coi là một cuốn sách có nhiều tác giả, thì cái cột tác giả sách là đa trị, và lúc bây giờ chúng ta sẽ phải làm bài toán phức tạp hơn rất nhiều. Thế thì đây là một cái ví dụ cho thấy rằng là chúng ta phân tích bài toán và cách lược bỏ những cái khó khăn của bài toán đi như thế nào. Tôi kết thúc cái phần nói về những điểm cần chú ý trong chủ đề 4 và chủ đề 6 ở đây. Bây giờ xin cảm ơn các thầy các cô đã lắng nghe. Thế thì bây giờ ngay sau đây thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút, hay là thầy Quốc sẽ các thầy các cô nghỉ 10 phút nhé. Thế sau đó thì thầy Quốc sẽ là giảng về chủ đề số 5, chủ đề là nghề quản trị cơ sở dữ liệu.